Vatican News, tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới. Kính thưa quý vị thính giả, dù thời tiết Roma vẫn còn nắng nóng, nhưng vì số tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào sáng thứ tư, 28 tháng 8 khá đông, nên thay vì gặp các tín hữu trong đại thánh đường Phaolô 6 như những tuần trước, Đức Thánh Cha đã gặp các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giáo lý dựa trên đoạn sách công vụ tông đồ chương 5 câu 12 đến 16, Đức tin cha trình bày về giáo hội như nơi đón tiếp những người đau khổ nhất và người đau khổ luôn là ưu tiên của giáo hội trong mọi thời đại. Đức tin cha cũng mời gọi các tín hữu noi gương các tông đồ, không sợ hãi những người ganh ghét, vu khống, bách hại, buộc phải im lặng trước sự thật và không thực hành những điều tốt. Hãy vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người và tin tưởng rằng Chúa luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Sau đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Cộng đoàn giáo hội được miêu tả trong sách công vụ tông đồ sống với sự phong phú mà Chúa ban cho họ. Chúa đất quảng đại. Cộng đoàn này được gia tăng về số lượng và lòng nhiệt thành dù cho có những tấn công bên ngoài. Để trình bày cho chúng ta sức sống này, trong sách công vụ tông đồ, Thánh Luca cũng đã nói cho chúng ta biết về những nơi trốn có ý nghĩa. Ví dụ như hành lang Salomon, nơi gặp gỡ các tiến hữu. Hành lang này là một khu vực mở, là nơi trú ẩn nắng mưa, nhưng cũng là nơi gặp gỡ và làm chứng tá. Thật vậy, Thánh Luca nhấn mạnh vào các dấu chỉ và điều kỳ diệu đi kèm với lời của các tông đồ về sự chữa lành đặc biệt cho các bệnh nhân, những người đã nhận được các dấu lạ. Nói về sứ mạng của giáo hội, Đức Thánh Cha giải thích. Trong chương 5 của sách công vụ tông đồ, giáo hội mới khai sinh được miêu tả như một bệnh viện giả chiến, đón nhận những người yếu đuối nhất, đó là các bệnh nhân. Nỗi đau đớn của họ đã thu hút sự chú ý của các tông đồ, những người không có vàng bạc. Thánh Phêrô đã nói với người què như thế, nhưng các ngài mạnh mẽ nhờ danh Chúa Giêsu. Đối với các tông đồ cũng như đối với các ký tơ hữu của mọi thời đại, các bệnh nhân là đối tượng ưu tiên của tin vui nước trời, là những anh chị em mà Chúa Giêsu hiện diện trong họ cách đặc biệt để họ được tất cả chúng ta tìm kiếm và gặp thấy. Các bệnh nhân là đối tượng ưu tiên của giáo hội, của trái tim linh mục, của tất cả khi tơ hữu. Họ không phải là những người bị loại bỏ, nhưng ngược lại, họ được chăm sóc, ủi an. Họ là đối tượng sự quan tâm của các khi tơ hữu. Thánh phê nổi bật giữa các tông đồ. Ngài có quyền cao nhất trong nhóm các tông đồ do quyền tối thượng được Chúa Giêsu ban cho và do sứ mệnh nhận được từ đấng phục sinh. Chính thánh nhân là người bắt đầu rao giảng charisma vào ngày lễ ngũ tuần và là người sẽ thực hiện chức năng điều hành tại công đồng Jerusalem. Ngài đến gần các giường trọng của các bệnh nhân và đi qua giữa họ, giống như chính Chúa Giêsu đã làm. Thánh nhân làm như Chúa Giêsu mang lấy trên mình các bệnh tật và đau bệnh của họ. Và Thánh Phêrô, người ngư phủ miền Galilee, đi ngang qua nhưng để cho một đấng khác tỏ hiện. Đó là Chúa Kitô hàng sống và hoạt động. Thực vậy, chứng nhân là người bày tỏ Chúa Kitô bằng lời nói cũng như bằng sự hiện diện thể lý, đấng để cho thánh nhân được có mối quan hệ với người và kéo dài sự hiện diện của ngôi lời nhập thể làm người trong lịch sử. Ở đây, Thánh Phaero là người hoàn thành công việc của vị Thầy. Nhìn vào Thánh Nhân với đức tin, chúng ta thấy chính Chúa Kitô tràn đầy thánh linh của Chúa, thánh Phêrô đi ngang qua và ngài không làm gì cả, nhưng bóng của ngài trở thành một sự xoa dịu, xoa dịu chữa lành, một sự giao tiếp về sức khỏe, tuôn trào sự dịu dàng của đấng phục sinh đang cúi mình trước bệnh tật và phục hồi sự sống, ơn cứu độ phẩm giá. Theo cách này, Thiên Chúa biểu lộ sự gần gũi của Người và làm cho những vết thương của con cái Người trở thành nơi chốn của thần học về sự dịu dàng của Người. Trong những vết thương của người bệnh, trong những căn bệnh, cản trở của cuộc sống, luôn có sự hiện diện của Chúa Giêsu, vết thương của Chúa Giêsu. Có Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta chăm sóc, hỗ trợ họ chữa lành cho họ. Đức Thánh Cha giải thích tiếp, hành động chữa lành của Thánh Phêrô làm gia tăng sự thù ghét của những người xa đốc, những người ganh tị, những người giam tù các tông đồ và lo sợ khi các ngài được giải thoát cách bí ẩn đã cấm các ngài giảng dạy. Những người này xem các phép lạ của các tông đồ thực hiện như là phép thuật, mặc dù nhân danh Chúa Giêsu, nhưng họ không muốn chấp nhận điều này và họ đã giam tù các tông đồ và đánh đập các ngài. Các tông đồ đã được giải thoát cách kỳ diệu, nhưng trái tim của những người này cứng cỏi đến nỗi họ không muốn tin điều họ nhìn thấy. Khi đó, Thánh Phêrô đáp lại bằng cách đưa ra một chìa khóa cho đời sống Kitô hữu, vâng lời Thiên Chúa thay vì con người. Bởi vì các sa đốc nói, các ông không được tiếp tục làm những điều này, không được chữa lành. Tôi vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Điều này có nghĩa là lắng nghe Thiên Chúa hoàn toàn không chỉ hoãn, không tính toán. Gắn kết với người để trở nên có khả năng sống giao ước với người và với những người mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để chúng ta không sợ hãi trước những người bắt chúng ta im lặng, những người nhục mạ chúng ta. Chúng ta đừng sợ hãi. Chúng ta hãy xin người củng cố chúng ta trong nội tâm để được chắc chắn về sự hiện diện yêu thương và an ủi của Chúa bên cạnh chúng ta. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người. <laughs> Chlebem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus, e vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amare. In Domino Hoviscum. Et cum Spiritu Tuo. si in Domino Domini Benedictum. E soc non gadus qua in seculo. E vittorio in nostro, in nomine, et et un un et notrum, et nomine Domini. Vi feci in cielo met terra. Benedica Vos omnipotent Eus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.